Gu thời trang của các sao nhí đồng trang lứa, Phương Mỹ Chi nhẹ nhàng thướt tha, Linh Ga quyến rũ nhưng không hợp tuổi. Phương Mỹ Chi. Ngoài những trang phục biểu diễn truyền thống, cô bé dân ca Phương Mỹ Chi có phong cách thời trang khá năng động, ngọt ngào, đáng yêu, đúng với lứa tuổi 18 của mình. Điểm qua tủ đồ của cô nàng thì áo blue, áo phông, quần jean hoặc đôi khi là kiểu váy điệu đà, bánh bèo là các trang phục được nữ ca sĩ thường xuyên lựa chọn. Tuy gu thời trang của Á quân giọng hát Việt nhí 2013 Phương Mỹ Chi có vẻ an toàn, nhưng khán giả đánh giá vẫn đẹp, phù hợp với lứa tuổi của chị Bảy. Mặc dù từng bị khán giả phàn nàn bởi gu thời trang không phù hợp lứa tuổi, nhưng sau đó con gái nuôi của Quang Lê đã lắng nghe, tiếp thu và thay đổi. Nữ ca sĩ 2003 chia sẻ, chỉ là khán giả quá quen với hình ảnh tôi mặc áo dài đi diễn, nên mọi người hơi bất ngờ với hình ảnh ngày thường của tôi. Phong cách của tôi vẫn trẻ trung, năng động như thế, chứ không phải hát nhạc dân ca là phải già. Thiện Nhân. Thời gian trôi qua quá nhanh, cô bé 22 năm nào giờ đã lớn phỏng phao, trở thành thiếu nữ 10X xinh đẹp. Khác với Phương Mỹ Chi, ở tuổi 19, quán quân giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân chọn phong cách trẻ trung và có phần trưởng thành hơn. Các trang phục đời thường của cô bé thường là những chiếc đầm liền hoặc áo thun phối với chân váy, mang lại sự nhẹ nhàng, nữ tính. Theo dõi Thiện Nhân, khán giả sẽ biết được bên cạnh việc ca hát thỏa đam mê, Thiện Nhân cũng cực kỳ chăm chỉ học hành để có thể bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô nàng này đã phải trau dồi rất nhiều thứ, kể cả tinh thần làm nghề nghiêm túc. Thiện Nhân khiến cộng đồng mạng cực kỳ ngưỡng mộ, dù chỉ ở lứa tuổi 19. Linh Ga. Cùng trang lứa với hai sao nhí trên, nhưng Linh Ga lại chọn phong cách hoàn toàn trái ngược. Sở hữu lợi thế là gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn nên Linh Ga cực kỳ ưa chuộng những bộ đồ khoe hình thể. Cô nàng 202 còn có vẻ rất mê phong cách quyến rũ già dặn hơn so với tuổi, nên thường xuyên diện các áo crop top cùng quần short để tôn dáng, nhưng nhiều lúc khoe nội dung trông ngập thở kém duyên. Bên cạnh đó, Linh Ga cũng là một tay chơi hàng hiệu khét tiếng. Cô nàng check-in ở resort sang chảnh, cầm theo chiếc túi hiệu mới, bốc giá khiến khán giả hết hồn. Chưa kể, từng có tin đồn Linh Ga chi nửa tỷ để mua đồ hiệu mỗi tháng. Hot Girl 202 sẵn sàng chi một số tiền lớn cho những chiếc túi xách hoặc outfit đắt đỏ đến từ những thương hiệu danh tiếng. Cô nàng từng tiết lộ có tháng kiếm được 100 triệu, nhưng Linh Ga cũng chi tiêu gần hết. Nàng Hot Girl chia sẻ, lần chi tiêu nhiều nhất là lúc đi du lịch ở Hàn Quốc. Nguyên một tháng đó, tôi tiêu khoảng 200 triệu. Không chỉ trái ngược về phong cách, mà Linh Ga còn có sự nghiệp hoàn toàn khác bạn cùng trang lứa. Thay vì tập trung học hành và phát triển một lĩnh vực, thì nhiều khán giả vẫn không biết cô bé này thực sự đang hoạt động trong vipit với danh xưng gì. Nhìn lại phong cách của ba sao nhí nổi tiếng một thời, không khó để khán giả nhìn ra sự khác biệt của họ. Gu thời trang không chỉ đơn giản phản ánh sở thích, mà còn phần nào cho thấy cách lựa chọn con đường hoạt động trong vipit của từng người. Mỗi người có mỗi ngã rẽ khác nhau, người hâm mộ hy vọng rằng họ biết chọn cái nào tốt cho bản thân và phát triển tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.